Chào các bạn, hôm qua thì mình đã test một bộ phân tần vừa ghép với lại một cặp củ kèn của JBL cho một bác ở ngoài Hà Nội. Và hôm nay thì mình sẽ test một cặp mic kèn của Yamaha với lại phân tần nhé. Đây là bộ phân tần phân tần tụ dầu cắt ở 800Hz. Và mình sẽ test với lại cặp mic kèn của Yamaha này nhé. Model là 4201. Đó. Mình có hai cặp và đây là một bác ở Sài Gòn đã chốt cặp này nhé. Và bộ phân tần này nhé. Bây giờ hôm nay mình test để trước khi giao cho bác đó. Nguồn điện thì mình lấy từ chiếc đây là 15 cách ly vào 220 và ra 100 điện nhật các bạn nhé. Đây 105 đây. Cấp cấp cho cái bao này là bao lẩu đây các bạn nhé. Và chiếc 15 cách ly này có giá 5,2 triệu và chiếc bao này thì giá là 2,8 triệu các bạn nhé. Và bây giờ bắt đầu mình đi vào test chức năng của phân tần và hoạt động của loa các bạn nhé. Rồi chúng ta lên đi nhé, tiếng nó to quá, mở rất nhỏ nhưng mà tiếng cũng to, nói các bạn chắc nghe không rõ. Tín hiệu thì mình lấy từ chiếc điện thoại lên các bạn nhé, lên chiếc bao này để điều chỉnh to nhỏ rồi lấy tín hiệu lên nhé. Và chiếc biến áp cách ly này thì mình cấp nguồn cho chiếc bao này các bạn nhé, điện 100 đó. Và chiếc biến áp cách ly thì có giá là 5,2 triệu nhé, còn chiếc bao này có giá là 2,8 triệu. Và bây giờ mình sẽ test chức năng của phân tần để các bạn nghe. Mình mở chiếc bên phải lên các bạn nhé. Đó, mình mở một xíu nhé. Tắt bên phải thì mình mở chiếc bên trái đấy các bạn nhé. Mình biết là 8 giờ rồi nhé. Bạn nào có nhu cầu món nào biến áp cách ly hay là power hay là mic kèn hay là phân tần tụ dầu, hãy liên hệ với mình nhé. Hải Hà Audio, số điện thoại của Zalo là 0967165168 để đi Hòa Đồng Nai và mình xin cảm ơn nhé. Video mình xin kết thúc ở đây, xin chào, chào các bạn.